kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Thế Giới Nhiêng. Mới đây theo ghi nhận của báo giới nga, quân đội nước này đã đưa ra những phản ứng kịp thời, đưa 9 lữ đoàn phản công Ukraine tới khu vực Kursk suốt đêm. Cùng với đó, một dân quân nga đã dùng súng săn bắt sống sĩ si quan Ukraine. Trước hết, chúng ta cũng cần tìm hiểu Kiev đã chuẩn bị cho chiến dịch này ra sao. Sau khi trận chiến Kursk bắt đầu, giữa quan sát bất ngờ phát hiện quân đội Ukraine lần này đã chuẩn bị rất kỹ càng hoàn toàn không giống cuộc đột kích biên giới năm 2023. Lần này, chiến thuật của Ukraine được phối hợp chặt chẽ hơn. Họ đột phá biên giới Nga trong thời gian ngắn và kiểm soát hàng nghìn km vuông của khu vực Kurosk trong thời gian rất ngắn. Nga cũng thừa nhận nhóm quân Ukraine này có kinh nghiệm chiến đấu và không ngừng tìm kiếm sơ hở trong tuyến phòng thủ của mình thông qua tác chiến điện tử và nhiều chiến thuật khác nhau. Khi quân Ukraine tìm thấy điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Nga, họ sẽ sử dụng các phân đội xe tăng và thiết giáp tiến hành các cuộc đột kích tốc độ cao. Theo sau, các phân đội đột kích của Ukraine là thay đội 2, tiếp tục dọn dẹp chiến trường và bắt đầu tận dụng các điều kiện địa hình để xây dựng công sự phòng ngự. Lối đánh này của quân đội Ukraine không hề giống một cuộc quấy rối thông thường, mà giống việc biến Kurosk thành đầu cầu phản công trên lãnh thổ Nga hơn. Theo quan sát, nhóm quân Ukraine này tiến vào Nga về số lượng không lớn. Việc chiếm giữ hàng trăm km lãnh thổ không phải là vấn đề đặc biệt cấp bách. Tuy nhiên, tác động lớn nhất của nó là bộc lộ vấn đề phòng thủ của Nga khi người khổng lồ đang phải chiến đấu ác liệt trên chính lãnh thổ của mình. Điều này có nghĩa là quân đội Ukraine hoàn toàn có thể thay đổi chiến lược và tự mình chiến đấu với quân đội Nga. Đó là để quân Nga tấn công vào lãnh thổ mình, trong khi Ukraine thực hiện chiến lược vây ngụy cứu triệu và phản công sâu vào nội địa Nga. Đối với Nga, cuộc phản công của các lực lượng Kiev vào Kursk là một đòn quá hiểm và bất ngờ. Vì vậy, Nga phải nhanh chóng đánh bại hoàn toàn quân đội Ukraine, xâm nhập lãnh thổ bằng bất cứ giá nào, và khiến những đội quân Ukraine này không thể quay trở lại. Nếu không, sau trận chiến này, quân đội Ukraine sẽ tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga thường xuyên hơn. Theo truyền thông phương Tây, Nga hiện đã triển khai lực lượng tiếp viện tinh nhuệ từ tiền tuyến Ukraine tới hướng Kursk trong số đó, lữ đoàn bộ binh cơ giới số 38 và 64 thuộc tập đoàn quân số 35 của quân đội Nga triển khai tại Zaporizhia. Sư đoàn bộ binh cơ giới cẩn vệ thuộc tập đoàn quân 20 Nga đóng quân trên bản đảo Kyrgyzstan để nhanh chóng triển khai quân tiếp viện. Theo mệnh lệnh chiến đấu hỏa tốc do quân đội Nga ban hành, tất cả 9 lữ đoàn chiến đấu tinh nhuệ của quân đội Nga đã tiến vào chiến trường Kursk trong vòng 48 giờ. Quân đội Ukraine lúc đầu chỉ chiến đấu với lực lượng biên phòng Nga, nên mới có thể tạo được bước đột phá lớn như vậy trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, khi lực lượng chủ lực của quân đội Nga tiến vào chiến trường Kurosk, quân Ukraine bắt đầu gặp nhiều khó khăn. Quân đội Nga tiết lộ rằng lực lượng đặc biệt Chetnya Akhmat đã gia nhập lữ đoàn thủy quân lục chiến 810 của hạm đội Biển Đen và đang tiến hành một cuộc phản công từ phía đông nam Suza, Cùng lúc đó, Sư đoàn Bộ binh cơ giới cận vệ số 144 của quân khu Leningrad của quân đội Nga cũng xuất hiện ở khu vực xung quanh Suza. Sau khi quân Ukraine tiến vào thị trấn này, họ đã bị quân đội Nga bao vây và không thể nhận được quân tiếp viện và hậu cần. Để cắt đứt tuyến đường tiếp viện của Ukraine, quân đội Nga đã sử dụng lực lượng không quân chiến thuật và pháo binh tầm xa để chặn quân tiếp viện của Ukraine Máy bay tiêm kích bom Su-34 của Nga đã thả bom nhiệt áp nhằm vào các vị trí triển khai của quân đội Ukraine, khiến quân Kiev thiệt hại nặng. Quân đội Nga thậm chí còn sử dụng tên lửa Iskander tấn công một đoàn xe của quân đội Ukraine. Có thể thấy, Nga hiện nay đã sẵn sàng chiến đấu cao nhất và sẽ kiên quyết chiến đấu, cho đến khi đánh bật toàn bộ quân Ukraine ra khỏi khu vực biên giới và thậm chí thành lập vùng đệm an toàn ngay trên lãnh thổ Ukraine. Trang Topwa của Nga cho biết đã được vài ngày kể từ khi quân đội Ukraine tiến vào khu vực Kursk. Quân Nga cuối cùng đã thoát khỏi tình trạng choáng váng. Sau khi tổ chức phản công hiệu quả, buộc tốc độ tấn công của Ukraine phải chậm lại. Hãng tin Sputnik của Nga dẫn lời thống đốc khu vực Kursk, ông Alexei Smirnov tiết lộ. Nhiều dân quân Nga thậm chí đã bắt đầu tổ chức các nhóm xung kích để bắt giữ tù binh Ukraine. Đồng thời, những dân quân này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc trinh sát và phá hoại được biết một sĩ quan Ukraine đang tìm kiếm nguồn nước ở khu vực Kolenev của vùng Kursk thì chạm trán với một dân quân người địa phương tên là Yuri Vadasko. Người dân quân đã bắt sống sĩ quan Ukraine và đưa anh ta đến khu vực nga đóng quân. Việc quân đội Ukraine tấn công trực tiếp vào lãnh thổ nga nói chung là có ưu điểm và nhược điểm. Một khía cạnh có lợi cho Ukraine là nó khiến nga thực sự lo lắng đồng thời cũng ép quân đội nga rút quân khỏi chiến tuyến ukraine và quay trở lại lãnh thổ của mình để phòng thủ làm gián đoạn việc triển khai quân đội nga giúp làm giảm bớt áp lực lên mặt trận ukraine ở một mức độ nhất định tuy nhiên nhược điểm là nó sẽ càng khơi dậy sự giận dữ của chính quyền cũng như người dân nga họ sẽ có lý do để tấn công nhiều mục tiêu hơn ở ukraine một cuộc tấn công quy mô lớn vào đất liền nga cũng là cái cớ tạo cơ hội cho Moscow tuyên chiến ở quy mô lớn hơn. khi đó nga không chỉ có lính đánh thuê và lính hợp đồng chiến đấu ở Ukraine mà đồng nghĩa với việc quân đội chính quy của nga, bao gồm cả lính nghĩa vụ sẽ có thể can thiệp hợp lý vào cuộc chiến và Ukraine sẽ hoàn toàn gặp khó khăn hơn nữa. bất chấp những thảm cảnh đang chờ đợi Ukraine, trận chiến ở Kursk trong mắt truyền thông phương Tây vẫn là chiến tích oai hùng vô tiền khoáng hậu. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, đây là lần đầu tiên một quân đội nước ngoài dám tấn công vào quốc gia thường trực của Hội đồng Bảo an và là một cường quốc vũ khí hạt nhân. Nghe thực sự rất đáng tự hào đối với Ukraine, nhưng hiện chưa rõ họ có thể tiếp tục chiến dịch này trong bao lâu. Về phần Nga, sau khi quân Ukraine bất ngờ tấn công vào khu vực Kursk, Tổng thống Vladimir Putin khẩn cấp học nội các và ra mệnh lệnh không thể thua trận và phải thắng Lực lượng hàng không vũ trụ Nga và các bệ phóng tên lửa tầm xa đang bắn phá dữ dội nhằm ngăn cản quân đội Ukraine tiếp tục tiến lên. Quân đội Nga đã chặn một đội biệt kích tiền phương của Ukraine gồm 15 xe bọc thép và xe Humvee, vi đang tiến về trung tâm vận tải đường sắt Kursk. Tại một số khu vực, lực lượng phòng thủ của quân đội Ukraine đã tiến vào và bắt đầu xây dựng công sự, chuẩn bị ngăn chặn tác động của lực lượng phản công Nga và tiến hành phòng thủ lâu dài. Quân đội Ukraine không có lợi thế về ưu thế trên không, nên cần phải đào hào khắp nơi, sẵn sàng vào trạng thái phòng thủ và tiến hành các đợt phản công khi có thời cơ. Quân đội Nga cho biết họ đang sử dụng nhiều loại vũ khí có độ chính xác cao và vũ khí tấn công tầm xa để phá hủy trang bị của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, Nga cũng thừa nhận rằng nhóm quân Ukraine này rất giàu kinh nghiệm chiến đấu, áp dụng nhiều chiến thuật đánh lửa và can thiệp điện tử, đồng thời rất cơ động và linh hoạt trong việc lợi dụng sơ hở phòng thủ của quân đội Nga. Sau 30 tháng diễn ra xung đột Nga-Ukraine, Mỹ muốn ngăn chặn sự leo thang của chiến tranh, đặc biệt là ngăn chặn quân đội Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Khách quan đánh giá, Mỹ đã phần nào ngăn chặn lực lượng chủ lực của quân đội Ukraine tấn công lãnh thổ Nga, mà chủ yếu thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV và quấy rối mặt đất quy mô nhỏ. Nhưng hiện nay, mặt trận Nga-Ukraine đã ổn định, tình trạng này sẽ rất bất lợi cho Ukraine. Nga thực tế đã từ bỏ việc phòng thủ biên giới và có thể tập trung toàn bộ quân giã chiến của mình vào chiến trường ở Donbass. Ukraine chỉ có thể tự vệ, thụ động phòng thủ trên lãnh thổ của mình mãi mãi, trong khi quân đội Nga có thể tiếp tục tiến lên. Vì vậy, chiến dịch Kursk này là một bước ngoặt vô cùng quan trọng. Từ đây trở đi, quân đội Ukraine sẽ thường xuyên bắt đầu tấn công vào lãnh thổ Nga, thậm chí có thể quấy rối Belarus và khu vực vùng lãnh thổ Kaliningrad. Do vậy, tuyến phòng thủ của Nga trực tiếp tăng gấp đôi xung đột Nga-Ukraine không còn là cuộc chiến tranh cục bộ mà có khả năng tiếp tục leo thang. Tổng thống Putin khẳng định Nga không thể thua trong trận Kursk. Nếu thua, không chỉ phần lãnh thổ Nga trên bộ bị tấn công mà một lượng lớn cư dân Nga cũng phải chạy trốn. Ngoài ra, vị trí địa lý của Kursk cũng rất quan trọng. Khi khu vực Kursk rơi vào tầm pháo binh Ukraine tấn công, sẽ ảnh hưởng tới trung tâm vận tải đường sắt Kursk-Ligov khi đó toàn bộ hệ thống hậu cần của quân đội Nga sẽ bị gián đoạn hoàn toàn và cần phải được triển khai lại, đặc biệt là giao thông từ Moscow sang Petersburg và thậm chí cả khu công nghiệp quốc phòng Kazan đến mặt trận. Thậm chí nguồn tiếp viện 600.000 quân Nga trên toàn bộ chiến tuyến Nga-Ukraine có thể sẽ bị suy yếu. Số lượng toàn bộ tuyến đường sắt hậu cần sẽ giảm đi một tuyến đường huyết mạch và khoảng cách vận chuyển sẽ tăng ít nhất 500 km. Tổng thống Putin không thể gánh chịu những rủi ro quân sự và chính trị như vậy, nên quân đội Nga chắc chắn sẽ phản công Kursk bằng mọi giá. Điều này cũng đúng với quân đội Ukraine, khi họ không có lối thoát ở chiến trường Donbass. Quân đội Nga có hơn 600.000 quân chiến đấu, 5-6 triệu quả đạn pháo mỗi năm, hàng chục nghìn tên lửa và bom dẫn đường, cùng hàng trăm nghìn quả đạn pháo nhiệt áp. Với hỏa lực và cuộc tấn công quân sự cường độ cao trực diện như vậy, quân đội Ukraine không thể chống chọi được. Với kiểu phòng thủ hoàn toàn thụ động này, nhiều nhất là đến cuối năm 2025, toàn bộ tuyến phòng thủ Donbass của quân đội Ukraine sẽ bị xuyên thủng. Về phần tướng Syrsky, một sĩ quan gốc Nga đã thay thế tướng Saluzini, một người hùng Ukraine. Nếu thắng thì chuyện gì cũng dễ nói. Nếu thua, họ sẽ phải trả giá đắt về mặt chính trị. Chắc chắn toàn bộ ekip của tướng Syrsky sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Giờ đây, ngày càng có nhiều bằng chứng chứng minh rằng người Ukraine đang âm mưu điều gì đó lớn lao lần này là một hoạt động quân sự quy mô lớn diễn ra sau nhiều tháng lập kế hoạch cẩn thận và đánh lửa chiến lược về mặt chính trị mà nói tất cả các thỏa thuận ngừng bắn ở địa phương và các thỏa thuận yêu cầu ukraine nhượng lại lãnh thổ và tìm kiếm hòa bình đều không thể thực hiện được bởi vì chỉ cần một người lính ukraine còn ở kursk thì không có cách nào ngừng bắn tại chỗ từ góc độ quân sự quân đội nga đã sử dụng sức mạnh tổng lực để tấn công donbass còn quân đội ukraine đã sử dụng chiến thuật bất ngờ để tấn công trên lãnh thổ nga cả hai bên đều tìm được nơi phát huy sức mạnh chiến đấu của mình. Bước phiêu lưu quân sự của quân đội Ukraine ở tỉnh Kursk đã phải dừng lại. Tuy nhiên, quân đội Nga sẽ khó có thể đánh đuổi quân đội Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk trong khoảng thời gian ngắn. Theo giới truyền thông phương Tây, hiện tại Belarus thực sự là quốc gia lo lắng nhất. Với tình trạng bần cùng không còn gì để mất như Ukraine, ngay cả danh giới đỏ về vũ khí hạt nhân của quân đội Nga, Kiev cũng dám vượt qua Báo giới phương Tây cho rằng, một khi 20.000 quân tinh nhuệ của Ukraine xâm chiếm Belarus, liệu quân đội Belarus có trụ được không? Hay Nga sẽ huy động lực lượng chủ lực để giải cứu Belarus lần nữa? Nếu quân đội Ukraine tạo vùng đệm ở Belarus, thì 100.000 quân đồn trú ở Kiev có thể được giải phóng để tiếp viện cho chiến trường Donbass. Tất nhiên, những mối nguy này vẫn chỉ là lý thuyết. Nếu Ukraine đánh Belarus, chưa chắc họ đã giải phóng được quân đồn trú, mà có thể sẽ phải duy trì quân cho một mặt trận nữa, tự tạo thêm gánh nặng cho chính mình. Quân đội Belarus tuy sức chiến đấu chưa được chứng thực, nhưng vẫn hoàn toàn đủ sức giảm quân Ukraine trên lãnh thổ của mình, giống như cách làm của Nga, giúp Moscow có thời cơ phản kích ở mặt trận khác. Nếu đánh Belarus mà không có quân NATO tham chiến trực tiếp, thì Ukraine sẽ rơi vào tình huống hai đánh một, khó khăn với họ sẽ chỉ trồng chất thêm mà thôi.